đi ra tiêu cơm. Thoáng cái này, đi trên này thoáng này. Nằm trên xe tí chỉnh choáng ấy. Đâu có tình yêu thương, ở đây có ly rượu đầy. Đây đâu? Chạm vào không được đổ. Thôi mời tất cả các anh chị em chúng ta cùng đứng lên cùng hát và uống với nhau một ly rượu. Này đứng lên. Chào làm lễ à? 2, 3. Đâu có tình yêu thương, ở đây có đức Chúa Trời. Đâu có tình yêu thương, ở đây có đức Chúa Trời. Rồi xin mời các Chúa lại chúng ta uống rồi. Chà. Chà không biết không phải rô gì cả. Bên này rô đi, em quay nhá. Bây giờ xin trả lại cái video này cho ban nào tay mừng vui.
lại rạng ngời và mau thanh xóa hết tội đời. Alleluia. Xin cùng đoàn hát lại một lần nữa. Nào 2, 4. Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tự thân rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời. Alleluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rằng ngời và mau thanh xóa hết tội đời. Alleluia. Xin mọi người tập câu thì... Nhân tên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta đã dâng thánh lễ để kính mừng thánh xót của Chúa. Và giờ đây chúng ta cùng ngồi lại với nhau ít phút để chúng ta suy nghĩ về đời sống đạo đức của chúng ta. Những gì chúng ta làm được, cảm ơn Chúa. Những gì mà chúng ta đang bị thử thách, chúng ta cũng rất xin Chúa nhận lời cầu nguyện chúng ta để chúng ta vượt qua được những thử thách đó, để từ đó chúng ta cũng được thành toàn trong ơn nghĩa của Chúa. Và giờ đây cùng với mẹ Maria, chúng ta sẽ để lại ông chồng suy nghĩ về năm sự mời và chúng ta cùng chồng với Chúa để ơn của Chúa soi sáng chúng ta. Trong lúc chúng ta chờ Cha Vua Xe Phật cùng với Chúa, chúng ta cùng thiện xin ơn Chúa Thánh Thần. Xin mời mẹ Maria.